Nếu ai đó nói rằng có một đội bóng sẵn sàng chiêu mộ Maguire sau những gì anh thể hiện tại Man United, hẳn đó sẽ là trò đùa nhạt nhất năm 2022. Thế nhưng sự thật đang có một đội bóng quan tâm đến trung vệ người Anh, đó là câu lạc bộ nào? Câu trả lời sẽ có phần sau của video. Ở những diễn biến khác, World Cup đang gần kề ngày khai mạc và nước chủ nhà đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra êm đẹp. Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Anh Quân News và đây là bản tin chiều thứ bảy ngày 20 tháng 8. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh đã ra quyết định xử phạt với huấn luyện viên Thomas Tuchel và Antonio Conte sau cuộc xô xát giữa hai người ở trận Derby London tuần trước. Theo đó, chiến lược gia người Đức phải nộp phạt 35.000 bảng và cấm chỉ đạo một trận. Trong khi đó, người đồng nghiệp Conte chỉ phải nộp tiền phạt 15.000 bảng và không bị cấm chỉ đạo. Dù vậy, án cấm chỉ đạo một trận của Tuchel đã tạm thời bị đình chỉ, chờ lý do bằng văn bản từ một ủy ban quản lý độc lập. Cũng trong hôm nay, Chelsea đã chính thức công bố bản hợp đồng mới nhất trong phiên chợ hè. Tiền vệ Cesar Casadei đã hoàn thành các bài kiểm tra y tế tại London để chính thức trở thành người của Chelsea theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kéo dài tới tận năm 2028. Thương vụ này khiến The Blue tiêu tốn 15 triệu trả ngay cho Inter, cộng thêm 5 triệu phụ phí. Như vậy, Casadei trở thành tân binh thứ 6 ở Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 sau thủ môn Gabriel Slonina, hậu vệ Marc Cucurella, tiền đạo Raheem Sterling, trung vệ Kalidou Koulibaly và tiền vệ Cardi Chukwuemeka. Danny Welbeck kể từ khi gia nhập Brighton năm 2020 đã thể hiện phong độ rất tốt. Sau 53 lần ra sân, cựu sao Man United đã ghi được 12 bàn, trong đó có pha lập công vào lưới đội bóng cũ ngay vòng 1 mùa giải năm nay. Mới đây, tiền đạo người Anh đăng ký vào bản gia hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân American Express Community. Anh sẽ gắn bó với Brighton đến năm 2024. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico Madrid có thể sẽ không sử dụng Griezmann đá chính ở các mặt trận cúp mùa giải này để tránh phải kích hoạt điều khoản mua đứt ngôi sao người Pháp với giá 40 triệu euro từ Barca. Trong thỏa thuận giữa Barca và Atletico có điều khoản buộc huấn luyện viên Diego Simeone phải mua đứt Griezmann với giá tiền nêu trên nếu Griezmann tham dự 50% số trận trong hai mùa giải. Ban lãnh đạo Atletico đang thuyết phục Barca giảm giá bán Griezmann xuống thấp hơn. Liên đoàn bóng đá châu Âu mới đây đã gửi lời cảnh báo đến Paris Saint-Germain do tình hình tài chính đang có xu hướng báo động của câu lạc bộ này. Cụ thể, 3 năm qua gã nhà giàu nước Pháp đã để thua lỗ 30 triệu euro mỗi mùa. Nếu nhà đương kim vô địch Ligue 1 cứ để tình trạng trên tiếp diễn, họ sẽ phải nhận án kỷ luật từ UEFA. Điều đáng nói, tuy bị phát hiện vi phạm luật công bằng tài chính, nhưng Paris Saint-Germain vẫn tỏ ra rất rộng rãi trong việc chi tiêu. Theo Mirror, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain mới đây vừa tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn. Tại đây, Mbappe và Neymar bị kỷ luật, khiển trách trước toàn đội vì những lùm xùm sau vòng 2 Ligue 1 vừa qua. Đại diện cho đội, giám đốc Luis Campos và huấn luyện viên Christopher Galtier đã đánh giá hành vi của hai ngôi sao kể trên là không thể chấp nhận được. Đại diện câu lạc bộ đã yêu cầu hai cầu thủ này xóa bỏ hiềm khích vì mục tiêu chung. Nếu không sẽ có hình phạt nặng, nhưng Mbappe dường như lại có âm mưu khác, đó là gì phần sau sẽ rõ. Nhắc đến chuyện kỷ luật câu lạc bộ, theo The Telegraph, tiền đạo Anthony của Ajax lại tiếp tục vắng mặt trong buổi tập của câu lạc bộ. Đáng nói là hành động của Anthony xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi Ajax từ chối lời đề nghị 80 triệu euro của Man United. Đây không phải lần đầu tiên Anthony bỏ tập tại Ajax. Hồi đầu hè, anh từng gây sức ép cho Ajax để được tái ngộ cùng thầy cũ Ten Hag bằng phương pháp tương tự. Casemiro đã chính thức thuộc về Man United sau khi cả hai câu lạc bộ Man United và Real thông báo trên trang chủ. Theo đó, tiền vệ người Brazil sẽ cập bến Old Trafford với giá 60 triệu bảng. Chia sẻ về thương vụ này, huyền thoại Man United Rio Ferdinand cho biết Casemiro là kiểu cầu thủ mà Man United cần. Cậu ấy sở hữu cá tính mà câu lạc bộ cần hơn bất cứ thứ gì. Về tài chính, đúng là Casemiro được định giá quá đắt. Tuy nhiên, quan trọng nhất, cậu ấy là một nhà vô địch. Mới đây, vợ chồng nhà Icardi đã bị Carmen Cisniero, người giúp việc cũ của gia đình, tố cáo có hành vi bóc lột, quỵt tiền công. Theo Carmen, cô đã làm việc chẳng khác là một nô lệ cho gia đình Icardi. Hồi tiền đạo người Argentina còn thi đấu cho Inter. Bi kịch nối tiếp bi kịch khi người giúp việc đồng hương của Icardi đứng ra tố tiền đạo này bỏ rơi mình ở Milan sau khi Icardi chuyển tới thi đấu cho Paris Saint-Germain. Nếu tính tới tháng 10 tới, thời gian mà vợ chồng Icardi phớt lờ trả tiền công cho người giúp việc cũ lên tới 3 năm. Về phần mình, Guadalajara đã phủ nhận những cáo buộc đưa ra từ người giúp việc cũ. Tâm điểm của vòng 3 Premier League chắc chắn thuộc về trận derby nước Anh giữa Man United và Liverpool. Cả hai đội đều đang có khởi đầu mùa giải không như ý. Với Liverpool, họ để hòa liên tiếp 2 trận mở màn, trong khi Man United thua trắng và đang xếp chót bảng xếp hạng. Vì vậy, cuộc thu hùng này chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng khi hai đội đều muốn giành chọn 3 điểm tại Old Trafford thứ 3 tới. Nhưng có một vấn đề đang khiến cả Man United lẫn Liverpool lo sợ hơn, chính là việc các cổ động viên của Quỷ Đỏ sẽ tổ chức biểu tình trước thềm trận đấu. Theo Goal, những người hâm mộ Quỷ Đỏ đang vận động nhau trên mạng xã hội tham gia biểu tình phản đối giới chủ Glazer vào trước lúc derby nước Anh diễn ra. Mùa giải trước, sự việc tương tự đã diễn ra khi hàng ngàn cổ động viên Man United tràn vào sân Old Trafford, gây náo loạn, khiến trận đấu giữa Man United và Liverpool phải bị tạm hoãn.
Trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho rằng nếu tình trạng trên tái hiện, Liverpool nên được hưởng điểm, còn Quỷ Đỏ sẽ bị xử thua. Tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra, tôi nghĩ Liverpool nên được hưởng điểm, chúng tôi không liên quan gì cả. Trong trường hợp những người hâm mộ muốn trận đấu bị đình chỉ, chúng tôi cũng không thể sắp xếp đá lại với một lịch thi đấu vốn đã cực kỳ dày đặc. Nhưng người hâm mộ Man United có cơ sở để làm loạn trong trận đấu sắp tới, bởi nhà Glazer vừa khiến họ thêm phần ngứa mắt. Các chủ sở hữu của Man United đang tính tới phương án kiếm tiền từ việc đổi lấy một phần thu nhập từ truyền hình trong tương lai. Điều này cũng tương tự như cách giới thượng tầng Barcelona đã làm trong mùa hè vừa qua. Nhà Glazer cho biết chưa xem xét hình thức huy động vốn nào, nhưng câu lạc bộ đang cần khoảng 200 triệu bảng để nâng sức chứa Old Trafford lên 90.000 chỗ ngồi và cải thiện sân tập. Được biết đã có báo cáo về các cuộc đàm phán giữa nhà Glazer và Apollo Global Management, một công ty của Mỹ có hoạt động kinh doanh chính là cung cấp tài chính. Chuyện như đùa, nhưng Chelsea đang dành sự quan tâm đến Harry Maguire của Man United. The Blues rất muốn đưa Maguire vào cuộc đàm phán khi Man United đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ tấn công Christian Pulisic. Pulisic đang là mục tiêu theo đuổi của Quỷ Đỏ sau khi có được Casemiro. Về phía Chelsea, huấn luyện viên Tuchel cũng được cho là không còn kế hoạch sử dụng đội trưởng Mỹ ở mùa giải hiện tại. The Daily Mail khẳng định trung vệ Wesley Fofana của Leicester vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chelsea. Nhưng nếu Man United quyết tâm chiêu mộ Pulisic, một thỏa thuận hoán đổi cầu thủ sẽ diễn ra nhằm giúp The Blue giành lấy chữ ký của Maguire. Hiện tại, Maguire còn ký hợp đồng với Man United đến năm 2025. Anh được Transfermarkt định giá vào khoảng 34,2 triệu bảng, gần bằng 1/3 so với những gì Quỷ Đỏ trả cho Leicester năm xưa. Theo các bạn, kèo này nếu xảy ra ai sẽ có lợi nhất? Thêm một câu chuyện cứ như đùa khác, nhưng lần này là Paris Saint-Germain. Có vẻ như buổi họp làm hòa không tỏ ra hiệu quả. Theo Esporte, Mbappe trong thời gian qua đã có những tác động lên ban lãnh đạo để đẩy nhóm cầu thủ Nam Mỹ ra đi. Được biết, danh sách đen của Mbappe gồm có Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Keylor Navas và Ander Herrera. Trong số này, Di María đã không được Paris Saint-Germain gia hạn hợp đồng và chuyển tới Juventus. Icardi cùng Paredes gần như sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Ngoài ra, Herrera cũng không còn trong kế hoạch của gã nhà giàu nước Pháp và được tạo điều kiện ra đi. Messi là một trong những cái tên Nam Mỹ hiếm hoi được lòng Mbappe. Cầu thủ người Pháp vẫn muốn được chơi bóng cùng người đàn anh để học hỏi kinh nghiệm. Mới đây trên sân tập, Messi cũng tỏ ra phối hợp rất ăn ý với Mbappe khi anh có một đường kiến tạo cho ngôi sao người Pháp. World Cup đến gần và chủ nhà Qatar đang tất bật chuẩn bị cho những công tác cuối cùng. Liên đoàn bóng đá thế giới cho biết 520.532 vé xem World Cup 2022 đã được bán từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8. Với người mua chủ yếu đến từ Qatar, Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út, Mexico, UAE, Pháp, Argentina, Brazil và Đức. Các nhà tổ chức cho biết World Cup 2022 sẽ có tất cả 3.010.679 vé được bán ra trước khi giải đấu diễn ra một ngày. Việc mua vé vẫn có thể thực hiện được. Dự kiến hơn 1 triệu du khách đến Qatar, quốc gia chỉ có 2,8 triệu dân ở vùng vịnh trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Vì vậy, đòi hỏi chủ nhà Qatar cần chuẩn bị rất kỹ càng về hạ tầng giao thông nhằm phục vụ hàng triệu du khách tứ phương đổ về. Mới đây, Qatar đã tiến hành thử nghiệm hệ thống giao thông phục vụ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Khoảng 1.300 chiếc xe buýt đã được huy động tham gia cuộc thử nghiệm trên 9 tuyến đường nối từ trung tâm Doha đến các sân vận động. Bên cạnh đó, các tuyến tàu điện ngầm và xe điện cũng tham gia. Đến đây, bản tin chiều xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Bình Luận Viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại.